Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast vua rớt giá hay vua nằm bãi Hiện nay VinFast cho thấy đây là loại xe bị dùng bỏ nhiều nhất so với những thương hiệu xe phổ thông khác Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip quay hình ảnh một bãi xe chứa toàn những xe VinFast Nhiều người thân vãn mua xe về chạy 1-2 năm thì hư hỏng nặng, tiền sửa chữa quá nhiều so với giá trị của chiếc xe Sau nhiều lần hỏng nặng bán không ai mua người ta quyết định bỏ nó thành xe nghĩa địa. VinFast cho ra đời xe xăng chỉ cách đây có 5 năm. Cùng khoảng thời gian này, nếu là Toyota hay Honda còn nguyên bản, không va quyệt, thì cần bán lại vẫn có thể giữ giá lên đến, đến 80% so với xe mới. Những thương hiệu xe Nhật, xe Đức, người ta chạy 20 năm là bình thường. Đấy là những xe gì mà thương hiệu mang lại cho khách hàng của nó đẳng cấp đến như vậy. Xe VinFast bị vứt bỏ đống như đồng nát vậy. Hiện nay các cửa hàng mua bán xe cũ đang tránh né việc thu mua xe cũ của VinFast. Bởi loại xe này dù có mua vào giá bèo nhưng bán ra cũng không ai mua. Người Việt Nam còn nghèo, không ai dùng xe chỉ mới vài năm đã đem bỏ ra nghĩa địa. Với quan niệm của đa phần người dân Việt Nam thì chiếc xe ô tô là một món tài sản lớn. Vì vậy họ rất chú trọng đến những thương hiệu mà khi bán lại có thể giữ được giá do đó mà xe Nhật được ưa chuộng. Những người đã mua xe VinFast, phần lớn là những người nhà có nhiều xe, những người này lỡ bị sập bẫy lòng yêu nước của ông Phạm Nhật Vượng tung ra. Tuy nhiên, khi họ nhận thấy xe VinFast không an toàn, nhiều người đã bỏ trong cara cho đóng bụi chứ không sử dụng. Một số ít người dùng nó làm phương tiện hàng ngày thì ngộ ra rằng nó vừa không an toàn, vừa ngốn tiền sửa chữa quá nhiều xe VinFast President rớt giá thê thảm. Vào năm 2020, ông Phạm Nhật Vượng cho ra đời xe President được VinFast xác định là đối thủ của Mercedes-Benz, GLS hoặc BMW X5 hay Audi Q7 với giá lên đến 4,6 tỷ đồng. Ông Vượng cũng bắt trước các hãng siêu xe như Ferrari hay Lamborghini tung ra số lượng giới hạn để tạo ra sự khan hiếm do đó xe President được sản xuất giới hạn có 500 chiếc. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, chỉ sau có 2 năm, chiếc xe này đã rớt giá thê thảm. Những người muốn một chiếc xe Mercedes-Benz GLS, BMW X5 hay Audi Q7 chạy khoảng 14.000 km sau 2 năm sử dụng đều phải móc hầu bao không dưới 3,5 tỷ đồng. Trong khi đó, VinFast President cũ giao bán chỉ có 1,8 tỷ đồng, nhưng chẳng ai mua với giá 1,8 tỷ đồng. Thà người ta mua xe Mercedes-Benz GLC đời 221, chứ không ai lại đi mua xe VinFast President cũ đầy nỗi cả. Các hãng xe lớn sản xuất phiên bản giới hạn để tạo ra sự khan hiếm thường là những hãng xe phiên bản giới hạn, những chiếc xe có những tính năng đặc biệt và có tính sưu tập cao. Những chiếc xe như vậy không những không mất giá theo thời gian mà giá về sau còn cao hơn giá lúc mua ban đầu. Ví dụ như hãng xe Porsche của Đức sản xuất những chiếc siêu xe, xe năm 918 và năm 2013. Mẫu xe này chỉ sản xuất đúng 918 chiếc, giá xuất xưởng của xe là 950.000 đô. Đến năm 2021, giá của nó đã vọt lên tới 1,3 triệu US đô la. Muốn làm được như vậy phải là hãng xe có thương hiệu tầm cỡ và chất lượng xe cũng phải tầm cỡ. Xe VinFast chưa đủ tâm để sản xuất giới hạn để tạo sự khan hiếm sự ghẻ lạnh của khách hàng đối với VinFast được đánh giá chân thật nhất về giá trị thương hiệu. Có thể nói, chất lượng xe VinFast tương tự như xe Trung Quốc nhưng bán giá xe Nhật. Và quả thật những sự cố của xe VinFast trong những năm qua cho thấy đó là nhận xét có cơ sở. Đổ rất nhiều tiền nhưng ông Phạm Nhật Vượng không giải được bài toán chất lượng cho VinFast. Hãng ô tô sinh sau đẻ muộn có thể thiếu kinh nghiệm, nguồn chất xám mỏng vốn thì yếu tuy nhiên chất lượng sản phẩm phải cải thiện dần thì hãng xe mới tồn tại cho được. Hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, xe Hàn Quốc, Kia, Hyundai, Dow mới bước ra thị trường thế giới, họ xác định phân khúc xe kém chất lượng hơn xe Nhật nhưng giá rẻ. Thế rồi, qua thời gian, xe Hàn Quốc lại nâng tầm chất lượng và cạnh tranh sầm phẳng với xe Nhật. Xe Hàn khi đó chỉ là cải tiến và cải tiến để nâng cao chất lượng, để theo kịp những gì ông lớn trong ngành chứ họ bịt miệng tiếng xấu của xe họ thì không có. Chỉ có tiếng cao chất lượng thì mới có thể tồn tại và phát triển cho được. Còn nếu cố che đậy bằng cách thao túng truyền thông thì điều đó chẳng khác nào tự sát cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp của Linh Khoa, Thời báo chấm với bản tin VinFast vua rớt giá hay vua nằm bãi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông tổng Dương Kiếm kiếm xỉu để chuẩn bị cho kỳ đại hội nghị trung ương lần thứ bảy vừa qua. Ngay từ đầu tháng 2, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thông qua Bộ Chính trị ra quy định số 96 QĐTV về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Đây là thanh kiếm cũ, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng hội nghị trung ương lần thứ 6 khóa 11 cũng diễn ra vào tháng 10 năm 2012. Mục đích sử dụng thanh kiếm trong kỳ hội nghị này là để loại ông Nguyễn Tân Dũng mà không thể loại được. Vào ngày 2 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng cho lục lại thanh kiếm cũ này để mà chiến với phe ông Phạm Minh Chính tại hội nghị trung ương thứ 7 khóa 13 vừa qua. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, Đảng Cộng sản không cho tin tức lọt ra ngoài, nên người dân không biết số phận ông Phạm Minh Chính như thế nào. Vào năm 2012, ông Trọng dùng thanh kiếm nhưng kiếm cồn. Sau khi hội nghị trung ương thứ 7 bế mạc, thì tới ngày 22 tháng 5, Quốc hội cho nhóm họp và ngay ngày đầu tiên đã bàn về công tác nhân sự Tuy nhiên, việc bố trí nhân sự này cho thấy ông Phạm Minh Chính không hề hấn gì như lời đồn đại. Vậy là thanh kiếm cùn của Nguyễn Phú Trọng mang ra dùng sau hơn 10 năm. Dù có mài như thế nào thì kết quả nó vẫn cùn, không thể khác được. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Võ Văn Tạo có đăng một tấm hình chụp bảng kê kết quả tín nhiệm tại hội nghị Trung ương 7 kèm theo lời bình. Nhặt được tờ rơi tín nhiệm. Trên tấm hình ấy ghi chi tiết kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của các ủy viên Bộ Chính trị và bốn ủy viên Trung Đảng thuộc Ban Bí Thư. Kết quả chỉ có Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương là có kết quả tồi tệ nhất với 49,73% tín nhiệm, 37,3% tín nhiệm và 12,9% tín nhiệm thấp. Theo quy định, tín nhiệm thấp trên 50% mới bị buộc thôi chức, vậy nên người có mức tiến nhiệm thấp nhất trong bảng kết quả này vẫn còn vượt rất xa tiêu chuẩn phải tư chức mà đảng đã quy định. Cho bỏ phiếu tín nhiệm ở hội nghị trung ương lần thứ bảy vừa rồi chỉ như một trò hề không hơn không kém. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại mang kiếm cùn ra để mà cố mài. 185 ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia hội nghị đã biến trò bỏ phiếu tín nhiệm của Nguyễn Phú Trọng thành trò hề Đã bỏ phiếu mà chẳng loại được ai Thì lập ra trò bỏ phiếu để làm gì Cho nên ý ông Trọng muốn dùng thanh kiếm này Để chạm đồng chí của mình mà không thực hiện được Trung ương đảng vẫn không theo ý nguyện của ông Tổng Bí Thư đã giả Với kết quả này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng Dù rất mạnh trên chính trường nhưng vẫn không thể nào Thao túng được Trung ương đảng Cách đây 11 năm, khi tổ chức hội nghị Trung ương thứ 6 khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho thấy ông không kiểm soát được Trung ương Đảng. Và đến nay thì tình hình vẫn như thế. Vậy thì, sức mạnh chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không như mọi người vẫn tưởng. Vẫn có những nơi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể với tới cho được. Cách đây 11 năm, ông Nguyễn Tân Dũng dùng sức mạnh kim tiền để thao túng lá phiếu thì nay không biết ông Phạm Minh Chính có làm tương tự như vậy hay không. Ông Phạm Minh Chính đạt đến 92,97% tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Xem ra sức mạnh chính trị của ông Chính vẫn còn ổn lắm. Ông Chính chỉ xếp sau ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Phú Trọng. Với kết quả này, rất khó để loại ông Phạm Minh Chính ra khỏi vũ đài chính trị ở những kỳ hội nghị trung ương tiếp theo. Có thể tiên đoán ít nhất ông Phạm Minh Chính sẽ nắm chức Thủ tướng đến tận hết nhiệm kỳ. Kết quả, thanh kiếm của ông Tổng đã bị xỉu. Còn nửa nhiệm kỳ nữa là đến kỳ ăn chia lớn tiếp theo. Trong vòng gần 3 năm tới, tình hình sức khỏe chính trị của các nhóm có thể có biến động. Ông Nguyễn Phú Trọng khó có thể tiếp tục và liệu ông Vương Đình Huệ có đủ uy tín và bản lĩnh để chiếm ghế thượng phòng trên vũ đài chính trị như ông Nguyễn Phú Trọng đã làm trong những năm qua hay không. Điều đứng một mình rất khó để mua Đình Huệ đấu lại với ông Phạm Minh Chính. Lần bỏ phiếu tín nhiệm này cho thấy phe liên minh Phạm Minh Chính, Nguyễn Đân Dũng còn mạnh lắm. Cuộc chơi vẫn tiếp diễn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ông Tổng Dương Kiếm, Kiếm Sỉu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.